Nhắn tin, cha tên Nguyễn Văn Đực, ngụ tại ô 2 trên 183C, khu phố Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tìm con tên Nguyễn Thị Kim Xuân, tự đô, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1992, bỏ nhà ra đi ngày 18 tháng 6 năm 2009. Gia đình rất mong tin của con. Nếu ai biết thông tin của cháu Xuân ở đâu, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 091-9270-272, 0663-510-397. Xin cảm ơn và hậu tạ. Nhắn tin, mẹ Nguyễn Thị Trang tìm con Huỳnh Thị Mỹ Sang, sinh năm 1994, đi khỏi nhà ngày 30 tháng 4 năm 2009, khi đi mang theo chứng minh nhân dân của chị Huỳnh Thị Kim Ngân, sinh năm 1988. Con đang ở đâu về nhà gấp, gia đình rất mong tin con. Nếu ai biết tin tức của cháu Sang, xin vui lòng.